đây là phần lẩu 4 người ăn ở lẩu Quyền, lẩu Kim Quyền ở đường đây thì Hồng Lắm. Đây là phần lẩu 4 người ăn ở lẩu Quyền, lẩu Kim Quyền ở đường đây thì Hồng Lắm. Nó để chị ra nhiều quá, nó che đồ ăn. Chúc quý khách ngon miệng nha. Cái này là cái dĩa này là suốt hai người ăn đó con. Dạ. Rất là ngon. Thôi kìa, nó đã. Rồi bỏ vô đi. Đúng rồi em nha. Đây, đây.